Việc này không phải ai cũng làm được. Nhưng cô ấy không phải nàng. Ta thích nàng không phải vì nàng biết rót nước pha trà. Nàng vẫn không hiểu sao? Nhưng mà ta nhìn thấy cổ gần như bổ nhào vô chàng. Chàng bảo vệ cổ như vậy, có phải là không nỡ bỏ cổ không? Không phải. Ta kiểm tra máu độc cho hoàng thượng, không cẩn thận nên đã bị dính máu độc của Mãn Tinh. Lúc đó hơi bị choáng váng. Giữa ta và Diệp cô nương không có gì cả. Ôn Mãn Tinh, chàng sao rồi? Nàng yên tâm đi, ta không sao. Ta chỉ bị dính một chút mà thôi. Ta đã uống thuốc giải độc rồi. Sao chàng không nói sớm cho ta biết? Nếu như ta nói cho nàng biết sớm thì ta có thể biết nàng quan tâm đến ta như vậy sao? Bệnh tình của hoàng thượng càng ngày càng nghiêm trọng. Tốc độ độc phát còn nhanh hơn ta tưởng tượng nữa, nàng nghĩ xem. Ta chỉ bị dính một chút độc như vậy thôi mà đã có phản ứng như vậy rồi. Có thể thấy hoàng thượng đã ỷ lại vào độc dược rồi, thậm chí là phải dựa vào độc dược để duy trì. Đến cuối cùng thì độc phát tử vong. Đan Rồ thực sự quá ác độc. Ta phải bắt cô ta cho bằng được. Phi Yên, nàng không cần phải manh động. Đan Đồn không phải là người mà một mình nàng có thể đối phó được. Còn về phần Diệp cô nương thì hãy để cho ta xử lý được rồi. Phái Nga Mi đến đây là có chuẩn bị. Họ sẽ không tha cho muội đâu. Phái Nga Mi là danh môn chánh phái, họ không thể không biết lý lẽ. Nhất định nàng phải nghe lời ta. Tuyệt đối không thể thù oán tiếp tục kéo dài được. Nàng hứa với ta sẽ sửa đổi thì phải giữ lời. Cho dù là vì ta cũng được. Tỷ sao rồi? Chỉ là bị thương ngoài da, Qua Mãn Lâu đã bôi thuốc cho ta rồi. Không sao thì tốt rồi. Đáng tiếc là lúc Phi Yến chạy đi không bắt được ả ta. Ta đã sai người đi theo Phi Yến rồi. Cô ta không trốn nổi đâu, vì Qua Mãn Lâu đã cứu tỷ. Hắn nói khi chúng ta vào trong cung đã phát hiện ta không phải người bình thường. Sau đó Phi Yến điều tra ra muốn hạ độc thủ, còn Qua Mãn Lâu đã cứu ta. Hắn muốn nói chuyện với muội. Ta và hắn thì có gì để nói chứ? Qua Mãn Lâu nói kêu Phi Yến bỏ kiếm xuống, và càng có ý nghĩa là ép cổ tiếp tục hành hung. Thân thế của cổ rất đau khổ, cũng là do số phận thôi. Thần bất do kỷ thì có thể lạm sát vô tội. Phi Yến đưa người lên núi quyết đẩy Nga Mi, cho dù hôm nay chúng ta có tha cho cô ta thì trưởng môn các phái cũng không đồng ý. Sớm đã nghe nói Qua Mãn Lâu lòng dạ Bồ Tát, ta thì thấy lòng tốt của hắn dùng sai chỗ rồi. Trưởng môn, Qua Mãn Lâu là người tốt. Hắn đã giúp Phi Yến biết ăn năn hối cải. Phi Yến sẽ không làm việc ác nữa đâu. Tỷ làm sao vậy? Tại sao lại nói giúp cho Phi Yến chứ? Diệp Tú Châu, tỷ đừng quên mình là đệ tử của Nga Mi. Ai thiên vị cho Phi Yến thì người đó là kẻ thù của Võ Lâm. Diệp cô nương, Diệp cô nương, không có người, không có người. Nha nha, đi tìm Lục Tiểu Phụng giúp ta. Tân trưởng môn xuống núi, chuyện ta không hề biết. Sao cô ấy không đến tìm ta? Người mà tân trưởng môn muốn tìm là Phi Yến. Cô ấy có thể bất chấp giao tình của ta và huynh, sợ huynh sẽ làm khó nên không muốn báo cho huynh biết. Ta đã nói rồi, nửa chừng trước phiền phức. Thật không ngờ là Qua Mãn Lâu huynh cũng có ngày gặp phải vấn đề nữ nhân. Ta muốn đi tìm tôn trưởng môn nói chuyện. Kẻ chủ mưu của quyết an Nga Mi là Thanh Y Lâu. Phi Yến chẳng qua cũng chỉ là công cụ của bọn họ, nhưng lại đổ hết tội lỗi lên người của Phi Yến. Việc này không thể nào công bằng với cô ấy được. Nhưng mà lúc đầu không ai ép cô ấy gia nhập Thanh Y Lâu mà.
cô ta tàn sát võ sĩ với võ lâm chống đối Nga Mi là hành vi phạm tội mà tất cả mọi người đều thấy. Huynh còn binh vực cô ta sao? Lục huynh, Phi Yến đã chủ động rời khỏi Thanh Y lâu, điều ấy chứng tỏ cô ấy đã muốn ăn năn hối lỗi. Thời gian trôi qua, lẽ nào bắt buộc phải trừ khử Phi Yến mới có thể báo thù cho các trưởng môn hay sao? Các đại môn phái muốn đòi lại công bằng, hay là muốn trút hết sự tức giận của họ? Hoa thiếu, huynh có tình cảm với Phi Yến, nhưng mà huynh không thể làm việc theo cảm tính được. Phi Yến, quả thật là cô ấy đã gây ra quyết án Nga Mi, cô ấy phải chịu trách nhiệm. Lục huynh, thế sự vô thường, thiện ác lẫn lộn, Phi Yến thực lòng muốn hối cải mà. Sau này cô ấy có thể cứu 1.000 người, 1.000 người, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Hoa thiếu à, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Nếu mọi người đều làm chuyện xấu đều có thể hối cải mà không cần trách nhiệm gì, thì làm sao có thể thuyết phục được những người khác bị hại đây chứ? Lục huynh, nếu lục huynh bắt được Phi Yến, huynh sẽ giao cô ấy cho tôn trưởng môn sao? Xử lý cô ấy thế nào không phải là việc của huynh và ta, đương nhiên phải do tôn trưởng môn rồi. Ra tay thủ đoạn như bọn họ, nhưng họ lại không lưu tình cho ta. Ta đã giữ lời hứa sẽ ăn năn hối cải, nhưng mà trời đất bao la, ta không thể tìm được nơi có thể dung nạp. Chói lông gà, ai chói lông gà? Tới rồi đây, Dịch Quy hiệu đến Phúc Cư đây. Là Dịch Quy mà Lục Tiểu Phụng nổi tiếng giang hồ thích nhất. Lục đại hiệp mời ngài. Ta chỉ ngồi một chút thôi mà, ta không gọi Dịch Quy, ngươi có biết buôn bán không vậy? Lục đại hiệp ngài yên tâm, A Cẩu không lấy một đồng nào hết, tặng cho ngài luôn. Ê, được, vậy thì để đó cho ta, tránh để cho Dịch Quy nóng hổi bị lãng phí. Dạ được rồi, cô chờ chút đừng nha. Đừng có sáo. Ê ông chủ à, cho hai con Dịch Quay đi, hai con nha. Được rồi, có liền. Lục đại hiệp không ngớt lời khen ngợi Dịch Quay của bổn tiệm đó. Nè, ta còn tưởng huynh không dám đến đây nữa. Huynh còn nợ A Cẩu nhiều tiền rượu như vậy, huynh không sợ hắn trở mặt sao? Mùi nhìn thấy không, hắn buôn bán tốt như vậy, hắn kiếm được anh là nhờ người ta đó. Ta không lấy tiền lại là may lắm rồi đó. Khó khăn lắm mới được yên tĩnh một chút, bị mùi tìm được rồi. Ta biết tâm trạng của huynh không tốt, khóa vàng không rõ tung tích, không còn mặt mũi nhìn hoàng thái hậu, rồi phái Nga Mi lại tới truy sát nữ nhân của bằng hữu tốt của huynh, cho nên huynh và Hoa Mãn Lâu tối ngày làm mặt khổ, nên một mình huynh trốn ở đây để uống rượu. Vậy muội cảm thấy ta phải làm sao đây? Ta không biết phải làm thế nào, vì đổi lại là ta cũng rất khó xử. Biết rõ người mình quan tâm nhất phạm tội lớn, rốt cuộc là nên đứng về phía tình cảm hay là đứng về phía chính nghĩa? Có điều điểm quan trọng là Lục Tiểu Phụng sẽ không hại người, cho nên không cần phải quan tâm. Thì ra ta là người muội quan tâm nhất sao? Ta nói như vậy lúc nào chứ?
vừa tức thì đó. Trời ơi, huynh đừng hiểu lầm được không? Ta sợ sau khi huynh chết không ai mời tăng dịch quay tôi. Nè nè nè, lại nữa rồi. Chắc chắn là để ý cô nương xinh đẹp nào nữa rồi. Ta nói cho huynh biết, giữa ban ngày ban mặt bớt phóng túng một chút được không? Mùi nói cái gì vậy? Lục đại hiệp, bọn ta đã coi như tìm được người. Thật ra có chuyện gì? Tôn trưởng môn kêu bọn ta đến nói với người, cũng muốn gặp người. Làm phiền Lục đại hiệp tới đây một chuyến, thật là ngại quá. Tân trưởng môn không đến tìm ta, ta cũng phải đến tìm cô. Về việc của Phi Yến, Hoa Mãn Lâu đã nói với huynh rồi sao? Ta vừa mới nghe huynh ấy nói. Lục đại hiệp, huynh và phái Nga Mi chúng ta là bằng hữu lâu năm. Những hành vi của Phi Yến trên núi Nga Mi, tin là huynh đã nhìn thấy. Huynh sẽ không vì Hoa Mãn Lâu mà bao che cho Phi Yến chứ? Ta không bao che cho bất kỳ ai đâu. Nhưng mà Hoa Mãn Lâu cũng có lý. Nga Mi là danh môn chính phái, bỏ kiếm xuống lập địa thành Phật. Cho hỏi nếu bắt được Phi Yến có thể nương tay được không? Nếu cô ta có thể quay về thành tâm nhận lỗi, tất nhiên là có thể khoan dung. Tiếc là đệ tử Nga Mi hôm qua tìm thấy cô ta không chịu nghe lời mà bỏ chạy. Các người giao đấu rồi à? Phải, lúc cô ta bỏ chạy đã bị thương. Huynh có biết được cô ta đang trốn ở đâu không? Việc cô nương này, cô đã nhìn đủ chưa? Cô thích hắn ta hả? Cô thích Lục Tiểu Phụng đúng không? Cô nói dớ dẫn gì vậy? Ta thấy dáng người cô cũng được, mặt mũi cũng rất xinh xắn. Cô nương tốt như vậy, sao lại đi thích mồ của kẻ to chứ? Không vui gì hết. Nè, cô không được vào đâu. Không được vào thì không vào, có cần động thủ không? Tới nhà rồi. Kêu ông ngồi xe ngựa mà không chịu. Thôi được rồi, vào nhà rồi nói. Đi, vào trong nhà đi mà. Đi, 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 nhanh lên. Mở cửa mau lên. Làm gì vậy? Sao cứ phải lên đường ban đêm chứ? Ở nhà mẫu thân của ta một đêm thì tốt biết mấy rồi. Đáng ghét thiệt. Nếu ta không đến nhà bà đón về thì chừng nào bà mới chịu về nhà đây? Cũng không xuống ruộng thì làm gì ăn hả? Hả? Cái gì đây? Trời ơi, ông ơi, ông mau lại đây xem nè. Có chuyện gì hả? Xem đi. Cô là ai vậy? Cô là ai vậy? Sao cô lại vào đây? Có thể cho tôi ở lại một đêm được không? Tiền đây, tiền này sẽ là của các người. Mau, mau. Cái gì nữa? Mau đi. Trời ơi, thiệt tình. Ông à, tiền nè. Không biết cô ta có làm gì không mà dám nhận tiền hả? Cô nương à, cô không phải là người xấu chứ? Nhìn đi ông, nhìn đi, đáng thương quá mà. Mình cho cổ ở lại đây một đêm đi ha. Nè, ngủ say rồi. Bà đó, người này lai lịch bất minh, trên người thì có bạc, lại còn chảy máu nữa. Cô chừng phiền phức đó nghe. Trời ơi, lai lịch của cổ thì liên quan gì đến chúng ta? Cổ chỉ là một nữ nhân thì làm gì được chứ? Dù sao thì chúng ta cũng có một phòng trống. Nè, chỉ cần cổ đưa bạc thì cổ muốn ở bao lâu cũng được hết. Bà hãy nhận tiền đi. Ngày mai trông coi cô ta cẩn thận đó. Tôi ra ngoài hỏi thăm thử xem, tránh chút lấy phiền phức là được rồi. Cô nương à, thức ăn hợp khẩu vị hay không vậy? Hả? Đây là... ta có thể ở lại đây mấy ngày được không? À, được, được, được chứ. Cô nương à, vậy tối nay cô đến đây nha.
Cái này cũng làm xong rồi, cầm lấy đi. Kéo hồ lô đây. Kéo hồ lô. Qua mạng lâu nói, Phi Yến đã từng nói với Quỳnh ấy những lời kỳ lạ. Hả? Phi Yến nói là phải hoàn thành tâm nguyện của cổ, sau đó biến mất. Thật sao? Hôm đó phá Quắc Hưu, Phi Yến cũng đang ở trong cung. Chúng ta và đang đồ đều không tìm được chìa khóa. Chìa khóa có thể tiếp chiêu Quắc Hưu, tương đương với hắn. Trong cung tính đi tính lại, chỉ có Phi Yến mà thôi. Có khả năng là cô ta lấy chìa khóa vàng của Quắc Hưu. Nhưng mà Phi Yến tìm hai thứ đó để làm gì? Là vì Qua Mãng Lâu? Có lẽ vậy. Cô ta đã từng nói với ta, Qua Mãng Lâu nếu chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng, cô ta sẽ cùng Qua Thiếu ẩn cư với đời, sống những ngày tháng tiêu diêu tự tại, không quan tâm giang hồ thị phi, chỉ đọc sách và nấu cơm cho Qua Mãng Lâu thôi. Cảm động quá. Lục Tiểu Phụng, lần sau huynh gặp Tôn Chưởng Môn, có thể nói với cô ta đừng có truy sát Phi Yến nữa được không? Mùi nói thật không vậy? Mùi khóc cái gì chứ? Đừng dọa ta nha. Nè A Cẩu, mang giấy tới đây. Huynh cũng sắp khóc hả? Không phải, ta đau bụng quá, ta đi nhà xí đã. Mua cho huynh món này đó. Làm gì vậy? Huynh thích nhất mà. Chồn cáo tới chút tết gà hả? Huynh muốn độc chết ta sao? Nè, có chuyện muốn hỏi huynh, sao không nói chuyện với ta? Ta không muốn nói chuyện với huynh mà. Nè, xoay người lại đi, xoay người lại. Làm cái gì vậy, phiền quá đi. Nghe bà chủ nói, có một nữ nhân cầm kiếm đầu sư tử, là một vài vũ khí đặc biệt. Ta biết. Hả? Ta cũng sẽ không nói cho huynh biết đâu. Nè, có nói hay không hả? Nói không. Nữ nhân đó tên là Phi Yến, là người trong mộng của Qua Mãng Lâu đó. Qua Mãng Lâu và huynh không thù không quán. Bây giờ cô ta muốn đi tìm cái chết, huynh thực sự không giúp cô ta sao? Vì lần nào ta nói với huynh, huynh cũng liên lụy ta hết. Lần này có đánh chết ta, ta cũng không nói với huynh đâu. Chó khôn không cản đường, đánh ra. Nè, nè, chàng đứng lại cho ta. Bây giờ Qua Mãng Lâu có chuyện, chàng không biết hợp lý hợp tình nữa sao? Nè, nàng là vợ của hắn hay là vợ của ta đây? Nếu là ta thì đừng quan tâm hắn, nếu là hắn thì đừng quan tâm ta. Tự mình lo liệu đi. Hả? Cái đồ vô lương tâm. Chàng, bây giờ ta mang thai con của chàng, chàng lại nói những lời đó. Đồ vô lương tâm. Đồ vô lương tâm. Lão Chu à, Lão Chu chết tiệt. Chàng, nương tử à, ta muốn cho nàng nghĩ xem thôi. Được rồi, ta nghĩ là sẽ không sinh con nữa, mai đổi họ. Nè, đồ đáng ghét. Huynh ấy mà không nghe lời ta thì ta sẽ đổi họ cho con của huynh ấy. Đây là thứ mà nữ nhân đó đã cầm đến, cổ đã che hết mặt nên ta không nhìn thấy. Ta chỉ biết từng đó thôi. Quá vàng. Thì ra là cô. Cô còn dám tới đây để giao cái này cho đang đồ sao? Hãy nói lại với cô ta, lúc canh hai ta sẽ đợi cô ta ở rừng Đông Sơn. Cô ta xem thì sẽ biết. Nếu như các người dám động vào ta, quay về sẽ chết chắc. Thank you.
vàng thật sự ở trong tay của cô. Ta có thể cho cô khóa vàng, nhưng ta muốn thuốc giải của hoàng thượng. Đơn giản, 4 khóa vàng cộng thêm trục đồng tâm thì có thể mở được kho báu. Thuốc giải cũng ở trong đó. Ba khóa vàng này là giải trục động tâm của đan đồ. Vàng khóa vàng cuối cùng cũng đã lấy được. Qua mãn lâu, ta có thể hoàn thành tâm nguyện của huynh rồi. Bức tranh này là mấy ngày trước ta và các huynh đệ dán ở trên phố. Hôm nay thì có một nông phụ nói người phụ nữ trong bức tranh đang ở nhà bà ta, trên đường bị thương cầm đau. Ta có thể khẳng định rằng người đó chính là Phi Yến. Bây giờ Phi Yến còn ở đó không? Chắc là vẫn ở đó. Bà ta nói là buổi sáng cô ta cho tiền, còn nói là sẽ ở thêm mấy ngày. Sau khi về lấy tay nải, ta sẽ lập tức về Vân Nguyên Các cầm tổ thuốc của Quan Mãn Lâu và 3 khóa vàng, giao đủ 3 khóa vàng cho Quan Mãn Lâu. Không hay rồi, có mai phục. Chính là cô đã giết đệ tử Nga Mi ở trên núi Nga Mi, còn có cả chúng phái chủ môn. Là ta thì làm sao? Chuyện này không phải là chuyện của riêng phái Nga Mi. Ta phải đem ngươi về, nghe theo sự xử lý của các phái. Có bản lĩnh thì bắt ta về. Đừng có mơ.
Tây Môn Suy Tuyết. Sao huynh biết ta ở đây? Từ khi các cô vào kinh thành, ta luôn để ý đến các cô. Huynh vẫn khỏe chứ? Ta vẫn khỏe. Tôn Chữ Ngôn, đừng nói với ta như vậy. Huynh biết là ta rất muốn từ bỏ làm trưởng môn mà. Xem ra bây giờ làm trưởng môn vẫn quan trọng hơn. Sư thúc ta tôn trọng nhất lại là hung thủ giết chết trưởng môn sư thái. Phái Nga Mi lúc đó như rắn mất đầu, lại gặp phải công kích của thành Y Lâu trên núi Nga Mi, làm chết tới mười mấy vị trưởng môn. Ta có thể nào bỏ qua hay sao? Trưởng môn sư thái lại giao phó toàn bộ lên một mình ta. Ta đi rồi, phái Nga Mi sẽ bị giải tán, lại còn trở thành trò cười cho thiên hạ nữa. Ta không thể đi được. Cô có thể tìm vô số lý do để mà từ bỏ ta, nhưng mà mỗi ngày ta đều tìm vô số lý do để tha thứ cho cô. Ta biết là ta nợ huynh, là do ta nợ huynh. Huynh hận ta tới như vậy sao còn cứu ta? Ta cũng muốn được nhẫn tâm giống như cô, nhưng ta không làm được. Ta biết là huynh hận ta. Đợi ta, phái Nga Mi hiện giờ đang là lúc giao đảo nhất. Đợi tới lúc ta tìm được trưởng môn mới thay ta, ta sẽ đi cùng huynh, có được không? Huynh không tin ta. Ta đã đi tìm huynh, ta xuống miếu ở dưới núi muốn đi theo huynh. Ta muốn cùng với huynh về Vạn Mai Sơn Trang, nhưng huynh đã đi mất rồi. Ta nghĩ đó chính là ý của ông trời. Không, đó không phải là ý trời, là ta trách nhầm cô. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Cô hãy đi làm việc cô muốn làm đi, ta sẽ đợi cô. Được, được mà. Cô hiển nhiên có thể làm ra ba khóa vàng giả. Vậy thì chắc chắn có khóa vàng thật. Ta chỉ tìm được trục đồng tâm thật trên người của cô. Còn có bốn khóa vàng, ba khóa vàng thật đang ở đâu? Ta không biết. Cô là người sắp chết rồi, cô thật sự cho rằng ta không dám giết cô sao? Giết chết ta, ngươi đừng mơ sẽ lấy được khóa vàng. Được, cô không sợ chết. Vậy bây giờ ta sẽ đem cô đi gặp người mà cô yêu nhất, giết hắn trước mặt cô, để xem miệng của cô cứng như thế nào.
Các cô tìm được Phi Yến rồi sao? Chúng tôi đuổi theo tới rừng, vốn dĩ có thể bắt được cô ấy. Nhưng lúc đó đột nhiên có người áo đen xuất hiện cướp Phi Yến đi. Trong đám người áo đen có Đan Đồ không? Tôi thật sự không biết Đan Đồ. Đan Đồ là tỷ muội song sinh của Đan Phượng. Cô ta và Đan Phượng hình dạng giống hệt nhau. Cô còn nhớ Đan Phượng chứ? Hình như là không có người như vậy. Nhưng mà đám người áo đen đó có một thủ lĩnh, võ công của hắn rất cao cường. Một chưởng có thể đánh ra một cục lửa. Trước nay tôi chưa từng thấy chưởng pháp nào như vậy. Nếu không phải có Tây Môn Suy Tuyết ra tay cứu giúp thì e là... Tây Môn Suy Tuyết đánh nhau với hắn à? Đúng. Võ công của bọn họ không phân cao thấp. Tây Môn Suy Tuyết nói hắn ta là sát vô xá, có thể dùng hỏa long công. Ủa, hai người làm lành rồi sao? Đến thật đúng lúc, quả lão Chu vừa mới hái, cùng ăn đi. Ê! Quynh nghĩ Quynh là ai vậy? Mấy câu nói lẽ nào có thể chia rẽ chúng tôi được hay sao? Tiểu tử, còn non lắm. Chuyện tình cảm Quynh không hiểu được đâu. Không có chuyện gì thì được rồi. Những lời Quynh nói đừng có học mẹ tôi. Nè! Nè, lão Chu, chàng xuống bếp xem có cái gì ăn, đem lên cho thím một ít. Được rồi. Quynh nhanh đi cho ta. Nè, mọi người tìm tôi có chuyện gì? Bà chủ à, chúng tôi tới là muốn hỏi bà có từng nghe tới một người tên là Sát Vô Xá không? Đương nhiên là nghe thấy rồi. Hắn ta từ nhỏ gia nhập vào Tung Sơn Phái, vốn là người có cơ hội sẽ tiếp nhận chức trưởng môn nhất. Nhưng mà lão trưởng môn cho rằng hắn ta lòng dạ không ngay thẳng, biến quả long công thành tà thuật, đầu độc sinh linh. 20 năm trước, chức vị trưởng môn Tung Sơn Phái truyền lại cho một đệ tử khác. Từ đó Sát Vô Xá đoạn tuyệt với Tung Sơn Phái, khiêu chiến với tất cả huynh đệ Tung Sơn Phái, đại khai sát giới. Trưởng môn liền đuổi hắn xuống dưới núi. Bắt đầu từ đó, hắn may danh ẩn tích trong võ lâm, đến bây giờ tính ra cũng đã 20 năm rồi. Tân trưởng môn đã đánh nhau với hắn. Cô ấy nói là quả long công vô cùng lợi hại. Người này còn khó đối phó hơn cả Quất Lưu. Hắn ta cứ Phi Yến từ tay của trưởng môn, làm gì muốn cứu Phi Yến? Hay là vì hắn ta còn có ý khác nữa? Trước giờ chưa từng thấy Phi Yến nhắc đến người này. Giữa đường ra tay cướp đi Phi Yến, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Nhanh nha, nhanh đi gọi Lục Tiểu Phụng đến đây. Biết rồi. Phi Yến, cô có ở đó không? Sao lại có mùi máu nồng như vậy? Phi Yến. Là ai đánh cô bị thương? Cô lại còn chảy rất nhiều máu nữa. Ngươi lại. Phi Yến, nếu như cô không nói cho ta biết tung tích của Khóa Vàng thì ta sẽ giết hắn trước mặt của cô. Đừng lại đây, đi nhanh lên. Đi chết đi! Phiến! 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 Hơi thở! Nhịp tim!
trời. Phiến. Hơi thở, nhịp tim. Không có hơi thở, không có nhịp tim. Phiến. Phiến. Là vẫn chưa thành công. Tôi cho rằng cả đời này của tôi không có vướng bận gì, nhưng mà tôi không muốn chết. Phi Yên, Cô sẽ không chết đâu. Cô sẽ ở đây, cô sẽ không chết đâu. Ta sẽ không để cho cô chết đâu, Phi Yên. Huynh nhất định phải nhớ tôi. Ta nhớ, ta chắc chắn sẽ nhớ. Nhưng cô không được chết. Cô từng đồng ý với ta sẽ nấu cơm cho ta ăn. Cô từng đồng ý với ta sẽ đọc sách cho ta nghe. Cô từng đồng ý với ta sẽ ở bên ta cả đời mà. Phi Yên, cô không được chết. Cô không được chết, Phi Yên. Quynh nhìn thấy vết thương này thì sẽ nhớ đến tôi. Thuốc của Quynh ở trong tủ thuốc của Quynh. Phi Yên, cô không được chết. Phi Yên, cô không được chết mà. Phi Yên. Hãy đi làm việc mà cô muốn làm. Ta sẽ đợi cô. Một khi vào Nga Mi, cả đời vì Nga Mi. Đây là cổ muốn hàng trăm năm lưu truyền của Nga Mi. Con phải cắt cốt ghi tâm, kế truyền điều này mới có thể phát huy danh tiếng của Nga Mi. Đã hiểu chưa? Đi thẳng con đường này thì cô có thể gặp Tây Môn Suy Tuyết. Con đường còn lại là đường đi về núi Nga Mi. Đi đường nào theo đường đó, cô tự chọn đi. Cái kiếm này là di vật của sư phụ con. Bây giờ ta giao nó lại cho con. Hy vọng với sự phù hộ của sư phụ con có thể làm rạng danh vì Nga Mi.